Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Vlog ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn xem mình làm gì trong một ngày nhé. Ok, sáng nay thì mình sẽ thử làm một món nước rất là hot, đó là frothy coffee, còn gọi là the con là coffee. Thì mình hay xem mấy cái home cà phê vlog của mấy bạn Hàn Quốc ấy, thì thấy món này đang rất là nổi nên là mình cũng làm thử. Cũng món này mình thấy khá là đơn giản, mấy bạn chỉ cần làm theo tỷ lệ là 1:1:1, tức là một muỗng cà phê, một muỗng đường và một muỗng nước. Nhưng mà để cho một một ly như mình làm ấy, thì mình sẽ dùng là hai cà phê, hai đường và hai nước. Thì tùy vào cái số lượng các bạn muốn làm thì các bạn có thể gia giảm theo cái tỷ lệ đấy. Sau khi bỏ ba cái nguyên liệu đấy vào ly thì chúng ta sẽ dùng máy đánh trứng để đánh lên cho thành cái foam. Nếu không có máy đánh trứng thì vẫn có thể đánh bằng tay, nhưng mà mình nghĩ là mình thấy là rất là mỏi tay và lâu, tại vì mình đánh bằng máy đánh trứng thì cũng phải mất đến 5 phút. Sau đó thì bạn chỉ cần đổ sữa tươi vào ly rồi lấy cái foam hồi nãy mà chúng ta mới đánh ý, bỏ lên trên bề mặt thôi. Cái màu rất là xinh, và khi bỏ cái foam lên sữa tươi ấy, thì mình thấy cái ly này nhìn nó rất là aesthetic, rất là đẹp và cũng rất là ngon nữa. Cái foam nó rất là ngậy, cộng với sữa tươi thì man mát. Nói chung là buổi sáng mà có một ly như vậy thì rất là tỉnh táo. Hôm nay trời nắng rất là đẹp nên mình sẽ ra ngoài để chụp phim một chút. Thì tất cả những cái hình mình chụp đều là chụp bằng PNS và sử dụng phim Kodak Color Plus C200. Mình rất là thích cái cuộn phim này tại vì giá thì không quá cao nhưng mà chất lượng ảnh cũng rất là tốt. Nếu mà mình thấy phim này thì chụp đẹp nhất trong điều kiện nắng đẹp, nhiều sáng thì ảnh ra sẽ rất là rõ nét. Và màu ảnh thì trong trẻo và hơi ám vàng một chút, nhìn rất là vintage. Loại mì hôm nay mình sử dụng là một cái mì spaghetti của Hàn Quốc. Mình rất là thích cái mì này tại vì nó lai giữa, như kiểu nó lai giữa udon và spaghetti ấy. Không quá dai mà không quá mềm. Ở đây mình có thịt bacon, mình sẽ bỏ vào mình chiên sơ. Sau khi mà thịt kiểu nó săn lại rồi thì mình sẽ bỏ thêm tỏi. Rồi sau đó ép thêm bơ. Rồi vào nước sốt thì mấy bạn chỉ cần bỏ kem tươi, sữa tươi, muối và tiêu nêm sang nhau cho vừa miệng là được. Và đặc biệt là bỏ thêm cheese thì cái nước sốt rất là thơm. Và đổ mì vào trộn chung với nước sốt thôi. Sau khi bỏ ra đĩa thì mình sẽ thêm một chút ra thyme cho thơm. Đây, vậy là bữa tối đã hoàn thành rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi học bài. Và người bạn đồng hành trong lớp học bài của mình ngày hôm nay đó là sữa chuối. Ok, cùng học thế nào. Sữa cũng là lúc mà mình học xong bài. Vậy là do mình học ít hay là tại vì mình uống sữa chậm?